Chào Thắng xin thân ái gửi lời chào đến quý khán thính giả của Vietface TV. Chắc có lẽ là quý khán thính giả rất quen thuộc với Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, một nơi tin cậy để cho quý khán thính giả có thể đến để làm cho mình đẹp hơn, trẻ hơn trong năm mới 2013. Và trong suốt năm 2013 thì Bệnh viện Ngọc Phú đang có những chương trình rất đặc biệt dành cho quý khán thính giả. Và bây giờ thì Trọng Thắng xin giới thiệu trở lại cùng với quý vị. Cô Ngọc Phú là giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú. Xin thân ái gửi lời chào đến chị. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Chị Ngọc Phú ơi, lúc nào chị cũng rất là đẹp và khả ái. Và trong ngày hôm nay đó thì đến với quý khán thính giả của Vietface TV qua một cái chương trình mà talk show nói chuyện câu chuyện thương mại trong kỳ này, thì thưa chị là Bệnh viện Ngọc Phú thì khán giả đã biết đến với cái chương trình mà 5 điểm nhấn trên khuôn mặt, thì một lần nữa thì Trọng Thắng xin mời chị giới thiệu cùng với quý khán thính giả. Dạ. Ngọc Phú thì qua cái quá trình làm việc nhiều năm trong ngành thẩm mỹ, thì Ngọc Phú cũng có một số thành tựu tương đối là được sự ủng hộ rất đông của quý vị khán giả. Và trong đó thì ngoài những cái phẫu thuật như là nâng ngực kết hợp nội soi tiên tiến bây giờ, hoặc là những cái phẫu thuật căng da để mà tái tạo lại cái nét đẹp của tuổi thanh xuân, thì trong đó Ngọc Phú rất là được khen ngợi với cái phẫu thuật gọi là 5 điểm nhấn trên gương mặt. 5 điểm nhấn tức là với một cái gương mặt người ta có bất cứ khuyết điểm nào cũng đều có thể khắc phục và sửa chữa cho nó hoàn hảo trở lại. Ví dụ như đối với người châu Á mình, cái mũi, sống mũi không có được hài hòa, thì mình có thể tạo một cái sống mũi thanh tú. Giống như bây giờ người ta hay nói là phẫu thuật nâng mũi Hàn Quốc, thì với cái phẫu thuật đó nó sẽ là một điểm nhấn trên cái gương mặt của người phụ nữ. Rồi thí dụ với đôi mắt mà cái mí mắt nó nhỏ đó, hoặc là mí mắt nó sụp mi đi, thì mình có thể tạo hình lại để tạo thành một cái đôi mí mắt để có một cái điểm nhấn thu hút. Dạ. Mà Trọng Thắng được biết, nghe rất là nhiều khán thính giả họ nói rằng là nếu mà đi sửa mũi thì phải đến Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú tại quận 8 ở thành phố Sài Gòn. Tại vì ở đây đó không những là cái phương pháp mà nâng mũi Hàn Quốc mà nhìn trông rất là thanh tú, với một cái lỗ mũi thanh tú và phù hợp với người châu Á. Thực sự cái thời gian để mà mình hoàn chỉnh, bác sĩ đặt cái sống mũi hoàn chỉnh chỉ là 10 phút thôi. Dạ. Rất là nhẹ nhàng. Dạ. Ngoài ra bác sĩ còn có thể điểm nhấn thứ ba nữa là mình tạo cái đôi môi. Tạo một cái đôi môi gợi cảm. Dạ. Bằng phẫu thuật hoặc là mình kết hợp không cần phẫu thuật. Vâng. Dạ. Ngoài ra là ở đây mình còn kết hợp để mà tạo thêm một làn da đẹp nữa. Thì như vậy với một cái người phụ nữ có đầy đủ những cái điểm nhấn trên thì sẽ khắc phục được tất cả những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình. Thật sự ra thì không có cái gì mình ở cái mức độ 100% đòi hỏi như một cái người hoàn chỉnh. Nhưng với cái 5 điểm nhấn của Ngọc Phú thì chị mình tin chắc là quý khách sẽ rất là hài lòng khi mà những cái mức độ thay đổi phù hợp tự nhiên làm cho mình cảm thấy là mình hài lòng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý khán thính giả, chị nghe chị Ngọc Phú giới thiệu cùng với quý vị với chương trình 5 điểm nhấn của Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, là chắc chắn quý vị phải gọi ngay cho Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú ngay bây giờ thưa quý vị. Và thưa chị là ngoài cái chương trình mà 5 điểm nhấn với lại cái nội soi nâng ngực bằng cái phương pháp nội soi, thì ở Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú thì không có cái gì mà không làm được, phải không thưa chị? Là hút mỡ, bụng, căng da mặt mình cũng làm luôn, phải không thưa chị? Vậy cái phẫu thuật mà tái tạo vùng vòng 2 mình cũng làm rất là hoàn chỉnh với cái mức độ an toàn cao cho khách hàng. Còn tất cả những phẫu thuật thì Ngọc Phú thường xuyên cập nhật và kết hợp với những cái trang thiết bị hiện đại bây giờ để cho cái ngành thẩm mỹ của trong nước mình vươn lên, để có thể có một cái tầm cỡ và có sự an tâm với khách hàng so với các nước khác. Vâng, thưa quý vị, là chắc có lẽ là quý vị đã theo dõi một cái chương trình mà Trọng Thắng làm riêng cho Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, thì quý khán thính giả có thể thấy tận mắt trên màn ảnh nhỏ ngay bây giờ với những trang thiết bị vô cùng hiện đại, với những cái phòng hồi sức để cho quý vị có thể an tâm đến với bệnh viện. Với những cái trang thiết bị hiện đại này như thế này thì quý vị có thể đến Bệnh viện Ngọc Phú để mình có được một cái sắc đẹp đẹp hơn, và cái phương pháp làm thì rất an toàn và nhanh chóng, và cái thời gian để mà hồi phục cũng rất là nhanh, phải không thưa chị Ngọc Phú? Khoảng bao lâu thì một cái mình sửa một cái mũi như vậy thì khoảng bao lâu ạ?
Thời gian để một cái mũi bình phục thì cũng rất là nhanh, tùy theo cơ địa. Nhưng mà khách hàng có thể đi về và làm việc ngay. Nghĩa là trong ngày. Dạ, trong ngày. Trong ngày thôi là có thể là, nếu như mà quý khách ở phương xa mà quý vị đến để mà sửa mũi không thôi, thì quý vị có thể là sửa mũi xong là quý vị có thể đi chơi được rồi. Thế thì với cái trong cái chương trình kỳ này, chị có cái chương trình gì đặc biệt dành cho quý khán giả? Dạ, nhân dịp được dịp mà mở lời tri ân với tất cả các khách hàng, thì Ngọc Phú trong chương trình của năm 2013 rất là mong muốn đón tiếp số đông tất cả khách hàng đến để ủng hộ. Và Ngọc Phú sẽ có một cái chương trình tri ân đặc biệt dành tặng cho tất cả các khách hàng, trong đó bao gồm là những cái phẫu thuật tiên tiến nhưng kết hợp với giá khuyến mãi. Nếu mà quý khách có thể gọi ngay, tại vì thời lượng của chương trình thì mình không thể nói hết được, thì có thể liên hệ với số điện thoại của Bệnh viện Ngọc Phú để chúng tôi có thể lên danh sách và sẽ dành riêng một cái chương trình. Quý vị chắc chắn sẽ hài lòng với cái chương trình đặc biệt này, là những cái phần giảm giá đặc biệt để gọi là quý khách cảm thấy hài lòng. Vâng. Vì chất lượng cao, giá cả thì được đặc biệt. Dạ vâng, cảm ơn chị Ngọc Phú rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, để quý khán giả có thể an tâm hơn khi mà đến với Bệnh viện Ngọc Phú và mình ở phương xa, thì bệnh viện lúc nào cũng có những cái phương tiện mới để mà có thể tư vấn cùng với quý khán giả. Để nhắc lại một chút xíu, thì khi mà quý vị mà gọi về Bệnh viện Ngọc Phú mà muốn tư vấn qua cái hệ thống điện toán Internet cũng được, phải không thưa chị? Dạ đúng rồi. Quý khách có thể gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với số điện thoại nóng của Ngọc Phú hoặc là với lại số điện thoại của bệnh viện. Dạ vâng. Thì sẽ được tư vấn chu đáo qua điện thoại. Dạ, qua điện thoại. Và đặc biệt nếu mà quý vị mà đã biết được cái ngày, chọn cho mình được một cái ngày để mình về Việt Nam để mình phẫu thuật thẩm mỹ, thì ở Bệnh viện Ngọc Phú vẫn có những cái chương trình mà đi ra tận ở ngoài phi trường để đón khách. Dạ. Nếu quý khách có điện thoại liên hệ trước thì Ngọc Phú sẽ có tiếp đón khách hàng tận sân bay và có phòng nghỉ VIP cho khách lưu trú lại ở bệnh viện. Tất cả đều được miễn giảm hoàn toàn chi phí. Dạ vâng. Không được, không có tính gì hết. Như vậy thì thưa quý vị, là còn chần chờ gì nữa, gọi ngay cho Bệnh viện Ngọc Phú, số điện thoại ngay trên màn ảnh nhỏ để quý vị có thể được tư vấn. Ngoài cái vấn đề tư vấn thì quý vị chọn được một cái ngày để về quê hương, thì về đây thì quý vị sẽ được bệnh viện đón ngay ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về đến bệnh viện, rất là tiện nghi, có đầy đủ hết tất cả những cái tiện nghi mà quý vị cần thiết, còn tốt hơn kể cả cái khách sạn mà mình ở Sài Gòn nữa đôi khi, phải không thưa chị? Và với một cái khung cảnh rất là đẹp, quý vị có thể thấy được buổi tối ở trong cái phòng nghỉ VIP của mình, thì quý vị có thể thấy được hình ảnh của thành phố Sài Gòn nghỉ ngơi, rồi sau đó quý vị sẽ được lấy thử nghiệm máu và tư vấn thêm một lần nữa, rồi sau đó là cái giờ phút quyết định để mà tạo nên cho mình một cái nhan sắc đẹp hơn, tươi hơn và trẻ trung hơn, phải không thưa chị? Dạ, chính xác. Trọng Thắng không đi làm đẹp mà Trọng Thắng biết hết các quy trình làm đẹp. Thưa quý vị, là lý do là Trọng Thắng đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú và nói chuyện rất là nhiều với lại cô Ngọc Phú ở đây và được thăm viếng toàn bộ từ ở ngay ngoài cái chỗ lễ tân cho đến lên tận những cái phòng mổ và đi qua nhiều những cái khu, kể cả phòng hồi sức, cho nên là Trọng Thắng thấy được, nhìn tận mắt, thấy tận tai, cho nên mới giới thiệu đến cho quý khán thính giả. Thì chị Ngọc Phú có thể giới thiệu lại một lần nữa chương trình rất đặc biệt dành cho tất cả quý khách đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý khách gọi điện thoại trực tiếp đến cái số điện thoại trên màn hình, thì Ngọc Phú sẽ thông tin tất cả những cái chương trình đặc biệt, những cái khuyến mãi và những cái ưu ái dành để tri ân cho khách hàng. Và xin chân thành cảm ơn khách hàng đã ủng hộ cho Ngọc Phú trong những năm vừa qua. Vâng, thưa quý khán thính giả, đừng chần chờ nữa, gọi ngay cho Bệnh viện Ngọc Phú để được đẹp hơn, trẻ hơn, khỏe hơn và có một dịp về thăm quê hương, vừa làm đẹp mà vừa đi thăm thân nhân, bạn bè, cũng như là quý vị có thể nghỉ ngơi sau những ngày làm việc rất là mệt mỏi ở tại hải ngoại. Và Trọng Thắng xin trân trọng cảm ơn chị Ngọc Phú đã đến cùng với quý khán thính giả trong dịp này. Dạ, xin chào quý vị khán giả và chào Trọng Thắng. Dạ, chào chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Thân ái, kính chào.